Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ, hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Ngày hội việc làm lần đầu tiên của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức tổ chức vào sáng nay, 15 tháng 8 tại bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đại diện các cơ sở y tế và y bác sĩ trẻ. Đây là ngày hội việc làm dành riêng cho các bác sĩ trẻ vừa hoàn thành khóa đầu tiên của chương trình thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế. Ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình nhận được sự tham gia đăng ký từ rất nhiều cơ sở y tế. Tính đến sáng 14 tháng 8 có đến 28 bệnh viện tuyến thành phố, 13 bệnh viện tuyến quận, huyện và 22 trung tâm y tế. Nhu cầu tiếp nhận của cơ sở y tế vượt xa số bác sĩ tham gia chương trình là 290 bác sĩ. Trước đó, cách đây 18 tháng, vào ngày 27 tháng 2 năm 2022, hơn 290 bác sĩ trẻ của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xuất quân về y tế cơ sở thông qua chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8 Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chương trình 1000 câu chuyện sản phẩm ô cốp thương hiệu nông sản Cần Giờ sàn giao dịch thịt heo thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc xây dựng thương hiệu, tăng số lượng cho sản phẩm ô cốp, mỗi sáu một sản phẩm hiện còn khó khăn, hạn chế vì quan điểm bó hẹp trong xã, phường. Cả nước có khoảng 10.000 sản phẩm được chứng nhận ô cốp, tính ra mỗi địa phương trung bình 161 sản phẩm, nhưng thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ có 66 sản phẩm nếu sản phẩm đặc sản nông nghiệp không được chứng nhận về chất lượng, xây dựng mạnh thương hiệu thì chỉ quanh quẩn ở chợ truyền thống chứ không thể đi xa, xuất khẩu được. do đó, thành phố đang và sẽ tìm nhiều giải pháp để tăng lượng và chất cho sản phẩm ô cốp. từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ có thêm hơn 100 sản phẩm được chứng nhận ô cốp. Ông Phú thông tin. tương tự, tại buổi lễ, đại diện sở Công Thương Đồng Tháp cho biết tỉnh có 357 sản phẩm được chứng nhận ô cốp, trong đó 75% được kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, hiện doanh số bán hàng còn ở mức khá thấp. Nguyên nhân do các chủ ô cấp thường là doanh nghiệp siêu nhỏ, nông hộ nên việc tiếp cận công nghệ, đầu tư xây dựng thương hiệu, truyền thông chưa đạt như mong muốn. Tối 14 tháng 8, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách xử phạt mới nhất đối với một số công ty và cá nhân trên địa bàn thành phố vì vi phạm quy định khám chữa bệnh. Theo đó, thanh tra sở phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ Asian Luxury Beauty Clinic chăm sóc da, số 57, đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10 cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Ngoài ra, công ty này đã quảng cáo các sản phẩm hàng quá dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Với các sai phạm này, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ GVKBRC and Luxury Beauty Clinic bị phạt 135 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động cho đến khi đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến khám chữa bệnh, cũng như buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo. Do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn nha quốc Khánh Nha khoa, số 158 Nguyễn Văn Nghì, phường 5, quận Gò Vấp bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cho đến khi đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh. Tại địa chỉ này, thanh tra sở phát hiện y sĩ Trần Quốc Khánh thực hiện khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Ông Khánh đã bị phạt 46,2 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 11,2 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm. Một chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8, nga tuyên bố đã điều động một tiêm kích B-29 để ngăn chặn sự vi phạm biên giới của một máy bay tuần tra quân sự của Na Uy trên biển Barents. Khi máy bay chiến đấu của nga tiếp cận, máy bay quân sự nước ngoài đã quay đầu khỏi biên giới liên bang nga, bộ quốc phòng nga cho biết. Không có vi phạm biên giới, tuyên bố trên nói thêm, xác định máy bay Na Uy là máy bay tuần tra loại B-8 Amberes. Ngày 14 tháng 8, người phát ngôn của liên hiệp quốc Stefan. Yuzharik tuyên bố nỗ lực của chính quyền quân sự Niger nhằm đưa ra cáo buộc phản quốc chống lại tổng thống được bầu cử dân chủ Mohamed Bayo ôm là rất đáng lo ngại. Cùng ngày, cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS cũng cho hay họ bị sốc khi biết về những nỗ lực này. Trong một tuyên bố chung, ECOWAS khẳng định động thái trên là một hình thức khiêu khích của các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger, mâu thuẫn với mong muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Thưa quý vị, được sự chấp thuận của Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an, Tập đoàn Giao có công ty cổ phần Giao và Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình AB Banh phối hợp triển khai xây dựng 200 nhà ở doanh trại tiền chế dành tặng cho chiến sĩ công an tại các xã. Thị trấn khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và sạt lở đất thời gian qua thuộc một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Quyết định triển khai dự án xây dựng 200 nhà ở doanh trại tiền chế dành tặng cho chiến sĩ công an các xã khó khăn tại miền Trung. Tây Nguyên và Nam Bộ được ban hành trong buổi gặp gỡ mới đây giữa Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an, Tập đoàn Giao Exim và AB Bank. Nỗi lo sạt lỡ luôn thường trực trong suy nghĩ của người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ vào mỗi mùa mưa lũ. Năm 2023, mùa mưa lũ tháng 6, tháng 7 vừa qua đã gây ra nhiều vụ sạt lỡ nghiêm trọng, khiến thiệt hại nặng về người và tài sản, gián đoạn những tuyến đường quyết mạch nối liền các tỉnh trên thành phố là lực lượng nồng cốt thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh và bảo đảm cuộc sống an toàn của người dân. Trong khoảng thời gian vừa qua, các chiến sĩ công an tại cấp quyền, xã tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và Nam Bộ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm nhằm bảo vệ tốt cả hai phòng tuyến nhân dân và an ninh khu vực. Thấu hiểu những khó khăn mà lực lượng công an đang đối mặt, đặc biệt là lực lượng công an tại các xã, huyện thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Nghệ An, Bến Tre những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nặng của thiên tai vừa qua do Exim Co cùng AB Bank đã đề xuất và được cục quản lý xây dựng và danh trại. Bộ Công an chấp thuận dự án xây dựng 200 nhà ở doanh trại tiên chế dành tặng cho chiến sĩ công an các xã, thị trấn nơi đây, đây. Những ngôi nhà này sẽ được triển khai xây dựng ngay từ tháng 8 năm 2023 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2023, là lời cam kết của Gieo Co và AB Bank nói riêng cũng như của các doanh nghiệp và nhân dân nói chung về việc luôn sát cánh cùng bộ công an và các chiến sĩ công an trong hành trình thực hiện nhiệm vụ được giao bảo vệ an toàn xã hội an ninh cho cuộc sống của người dân thưa quý vị tạp chí làng li có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch dọc việt nam bằng các loại phương tiện từ máy bay đến thuê xe máy ô tô biên tập viên yeah Bylos của tạp chí du lịch lăng planet mỹ từng đến việt nam và nhận xét mảnh đất hình chữ ép phù hợp cho chuyến du lịch đường bộ các phương tiện di chuyển dọc ba miền đủ để du khách dễ dàng khám phá đất nước hơn nữa chi phí đi lại lẫn chi tiêu tại việt nam phù hợp với mọi ngân sách dưới đây là kinh nghiệm sử dụng phương tiện tàu quả trong chuyến hành trình khám phá việt nam dưới góc nhìn của yeah Bylos. chuyến tàu quả thống nhất bắc nam là lựa chọn phù hợp nhất cho những du khách muốn khám phá cả ba miền đất nước Tuyến đường sắt thống nhất dừng lại ở hầu hết điểm đến dọc Việt Nam, phù hợp với cả du khách muốn du lịch không theo lịch trình. Từ Hà Nội, du khách có thể đi tàu đến Hải Phòng. Hành trình này phù hợp với ai đang có kế hoạch du ngoạn quanh vùng Vịnh Hạ Long. Ngoài ra, tàu cũng dừng ở ga Lào Cai, đi qua những vùng đồi núi phía Bắc quanh co. Du khách muốn đến Trung Quốc cũng có thể lên các chuyến tàu quả từ Việt Nam kết nối với cộng bình. Trung Quốc, Úc, các đoàn tàu được phân loại với SE Super Express là loại nhanh và hiện đại nhất. Tàu TN thống nhất chậm hơn, cũ hơn và kém thoải mái hơn. Thuật ngữ tàu tốc hành thống nhất được sử dụng chung cho nhiều chuyến tàu khác nhau chạy giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tàu SE1 và SE3 rời Hà Nội vào buổi tối, đến thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng ngày thứ ba. Để đến Hà Nội vào buổi sáng, du khách có thể bắt chuyến tàu SE4 hoặc SE2 từ thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối. Có bốn hạng vé chính trên tàu quả gồm ghế cứng, ghế mềm, giường nằm cứng và giường nằm mềm, theo thứ tự tăng dần về chi phí và mức độ thoải mái các hạng này cũng được chia thành các lựa chọn có điều hòa và không điều hòa. Giá vé cao nhất là hạng giường nằm có điều hòa. Một số chuyến tàu có wifi nhưng tốc độ kết nối có thể chậm, du khách nên sử dụng sim kết nối Internet. Du khách có thể mua vé tại các ga đường sắt vài ngày trước khi đi hoặc mua trực tuyến trước 60 đến 90 ngày. Chỉ có một địa chỉ đặt vé tàu trực tuyến trên dfvn.vn, trang web chính thức của đường sắt Việt Nam. Thưa quý vị, qua một lần ghé thăm, nhiều du khách đã quyết định chuyển ngay đồ đạc đến Bonaire và ở lại vĩnh viễn. Bonaire nằm ngoài khơi bờ biển Venezuela và là một trong ba hòn đảo có thứ tự chữ cái là ABC thuộc Vương quốc Hà Lan, ở Nơ Bonaire và Curaçao. Đảo Bonaire rộng 287 km vuông du khách có thể lái xe quanh đảo trong 3 đến 4 tiếng. Hòn đảo nổi tiếng với mùng lặng biển nhưng không phải ai cũng biết nơi này, ngoại trừ dân lặng chuyên nghiệp hoặc người Hà Lan. Cũng chính môn lặn biển này đã khiến du khách đến đây tham quan mong muốn ở lại, gắn bó lâu dài. Trên đảo có một sân bay nhỏ. Từ sân bay, du khách mất khoảng 10 phút để ngồi xe đến thủ phủ Gralendai, nơi tập trung hầu hết các khu nghỉ dưỡng. Tại Delphin Speed Resort, các phòng đều được trang bị bếp nhỏ vì phần lớn khách ở vài tuần hoặc lâu hơn. Ngoài các resort, trên đảo còn cung cấp các căn nhà nhỏ cho thuê qua Airbnb. Nhiều căn giá thuê dưới 100 đô la Mỹ một đêm. Đồ ăn chủ yếu là hải sản đánh bắt từ biển nên lúc nào cũng tươi sống như cá ngừ. Nhồng, cá mahi mahi. Từ lâu, người dân trên đảo đã hướng tới việc phát triển bền vững. Hàng ngày, mọi người sẽ xếp hàng bên đường gần xe tải chở thực phẩm có tên cách tờ I Ai để nhận một bọc cá sư tử. Cá sư tử là loài xâm lớn, các thợ lặn đánh bắt hàng ngày để ngăn chặn sự phát triển của chúng. Xe bán thức ăn phục vụ bữa trưa vào ngày trong tuần, đối tại một điểm lặng gần sân bay. Để đựng thức ăn là loại tái sử dụng. Chai đựng nước ép trái cây bằng thủy tinh, khách hàng uống xong sẽ trả lại chai để dùng tiếp cho lần sau. Trên đảo có một khu bảo tồn lừa, rùa biển, hồng hạt và một quý đổi mới đạn sàn hồ. Chính quyền đảo đang cố gắng loại bỏ rác thải nhựa. Năm 2022, hòn đảo cấm dùng ống hút và đào nhựa. So với hai đảo Aruba và Curaçao, Bonaire ai kém phát triển hơn, đồng nghĩa với việc tích bị đô thị quá hơn. Năm 1999, chính quyền đảo đã mua thêm một đảo tư nhân cách đó gần 1 km với giá 4,6 triệu đô la Mỹ, hòn đảo này được bảo tồn tự nhiên và mọi sự phát triển. Bê tông quá đều bị cấm. Du khách có thể tiếp cận đảo nhỏ bằng taxi nước hoặc thuyền để tham quan khu vực làm tổ của rùa biển. Bonaire ai được coi là một điểm đến an toàn. Bộ Ngoại giao Mỹ xếp hòn đảo trong nhóm rủi ro du lịch cấp 1, cấp thấp nhất. Bên cạnh đó, thời tiết ấm áp, các trường công lập với sơ cỡ vật chất tốt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí dành cho cư dân là những điểm cộng dành cho hòn đảo bầu ai không có đèn giao thông, dây và hồng hạt đi làng thang tự do, những bãi biển đẹp và giá nhà đất phải chăng. Du khách có thể dễ dàng xin ở lại bầu ai dài ngày. Du khách có hộ chiếu Hà Lan hoặc Mỹ có thể ở lại 6 tháng mỗi năm mà không cần giấy phép cư trú. Nhiều quốc tịch khác có thể ở lại tới 90 ngày một lần. Đảo cũng không có bất kỳ hạn chế đối với người nước ngoài muốn mua nhà. Bầu ai cũng có bất tiện như là có rất ít nguồn cung cấp hàng quá, từ đồ tạp quá, kim khí đến trang trí nhà cửa. Giá các mặt hàng đều đắt hơn Mỹ hoặc châu Âu do chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu. Bầu nợ ai có một phép thuật nào đó. Khi mọi người đến lần đầu, họ thấy hòn đảo đáng yêu với các bãi biển, con người thân thiện. Khi họ ở một tuần, điều kỳ diệu đã ngắm vào họ. Họ cảm nhận được sức hút của hòn đảo. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.